Hello, xin chào mọi người. Chúng ta lại tiếp tục đến với series các video chia sẻ kỹ năng Photoshop thực chiến của Tuyên Oán Design. Tiếp tục mình sẽ đến với bài thứ tư. Nguyên liệu về ảnh và in ấn. Thì đối với bài này, mình sẽ bắt đầu chia sẻ với mọi người về cái nguyên liệu ảnh khi mà mình bắt đầu mang vào để mà mình xử lý. Đó, tức là những cái hình ảnh của những người thợ chụp từ máy ảnh ra thì nó sẽ có những cái định dạng gì. Cái này thì chủ yếu dành cho các bạn mà mới. Và các bạn mới tìm hiểu thì mọi người cần phải nắm được cái kỹ năng này. Và cái phần thứ hai nữa là cái ảnh in ấn của mình á, thì mình để ở cái chế độ nào, những cái tức là cái ảnh đấy nó sẽ mặc định là cái ảnh dạng gì, ở định dạng gì ạ. Tiếp theo nữa là cái phần thông số ảnh, cái phân giải ảnh á, thì bình thường để mà làm ảnh in ấn á, thì mình sẽ để những cái thông số ảnh như nào, phân giải như nào. Thì bài hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người những phần này nhá. Điều đầu tiên đó là về cái ảnh thô, cái ảnh khi mà mình mang vào để mà mình blend màu ấy. Thì nó có hai dạng, đó là cái ảnh RAW và ảnh JPEG. Thì hiện tại là phổ biến thì ảnh RAW thì bây giờ người ta chụp rất là nhiều và rất là phổ biến. Thì cái ưu điểm của ảnh RAW ấy, nó là một cái ảnh thô, nó file nó rất là nặng mọi người nhá. Hầu như là tất cả những cái chi tiết ở bên trong cái tấm hình nó vẫn còn giữ lại hết, nên đâm ra là nó khá là nặng. Đó, so với ảnh JPEG thì nó nặng gấp 2 đến 3 lần. Và những cái ảnh RAW ấy thì ở những cái máy khác nhau ấy, thì nó có những cái đuôi khác nhau, ví dụ như là những cái file như là file CR2, CR3 đó, hoặc là file NEF này đó, hoặc là file WAM này. Thì tùy vào từng cái dòng máy nó có những cái đuôi, có những cái đuôi khác nhau, nhưng mà cái vấn đề đấy thì không sao cả. Đó, mình chỉ cần hiểu nôm na ảnh RAW là cái ảnh mà nó vẫn còn giữ được hết tất cả những cái chi tiết ở bên trong cái bức ảnh đó, và nó rất là nặng, kể cả ảnh của mình nó có bị sáng bị tối thì mình vẫn có thể kéo lại được. Còn về ảnh JPEG ấy, thì mình hiểu nôm na đơn giản là cái ảnh JPEG khi mà người ta chụp, người ta xét sẵn cái ảnh JPEG ở trong máy ảnh ấy, là hầu như là nó đã chạy qua một cái lớp auto ở trong máy ảnh rồi, và khi mà đưa ra thì cái bức ảnh chụp ở bên trong đuôi JPEG ấy, thì hầu như là mình sẽ ít khi mình ví dụ như mà ảnh bị cháy hoặc là bị tối quá thì ít khi mình kéo lại được đó. Nhưng mà ảnh RAW thì hầu như là ảnh nó trắng bốp hết rồi, trắng xóa hết rồi, mình vẫn có thể kéo về lại được. Đó, thì cái sự lựa chọn của mọi người khi mà chụp để mà lựa để file RAW hay là file JPEG thì tùy vào cái sự lựa chọn của từng người với từng cái mục đích chụp nhá. Và hầu như hiện tại bây giờ thì người ta là chụp file RAW nhiều. Đó, còn những anh em nào mà chụp mà với một cái lượng file lớn ấy, thì hầu như là lại chụp file JPEG, bởi vì file JPEG nó nhẹ hơn. File RAW thì nó đòi hỏi một cái dung lượng lưu trữ rất là lớn. Ok. Tiếp theo nữa là mình sẽ bắt đầu chia sẻ về cái phần thứ hai. Đó chính là cái ảnh in ấn ấy. Thì hầu như là tất cả những cái ảnh để mà in ấn ấy, mang ra mình đi in ấn ấy, thì kể cả in bạt hay là in bất kỳ một cái thể loại gì ạ. Đó thì trong lĩnh vực Photoshop của mình thì mình cứ để về chế độ định dạng là ảnh JPEG thôi. Đó, nhiều người là người ta in ảnh để làm bạt đấy thì người ta hay để nhiều cái định dạng khác đó, nhưng mà cái vấn đề đấy thì mình cũng không có quan tâm đâu. Mình cứ in, mình cứ để định dạng JPEG là được, sang bên in ấn thì người ta khác tự căn chỉnh lại đó. Nên là khi mà mọi người cũng có nhiều anh em hỏi là ảnh in ấn thì mình hay để định dạng gì đó, thì mọi người cứ để cái mặc định là JPEG mọi người nhá. Tiếp theo thì mình nói về cái thông số ảnh ấy, và cái phân giải ảnh để mà in ấn ấy, thì làm sao để mà giúp cho cái bức ảnh của mình in ra nó được nét, hoặc là nó không có bị vỡ, không bị hỏng ấy, thì mình cũng chia sẻ luôn. Thì thực tế như thế này, nhiều người là nghĩ rằng là một cái file mà chụp từ điện thoại ra thì mới có thể in được ảnh lớn đấy, từ máy ảnh ấy thì mới in được ảnh lớn đấy. Nhưng mà đấy là một cái khái niệm không phải mọi người nhá. Vì khi mà mang ảnh đi in ấy, thì mọi người chụp lấy cái file từ điện thoại đi in nó vẫn là cái chuyện bình thường, in với một cái kích thước lớn vẫn hoàn toàn được đó. Nó quan trọng là cái độ nét của cái bức ảnh của mình, hoặc là cái bức ảnh của mình nhìn nó vẫn còn hiển thị được, mình nhìn nó vẫn còn nét ấy, thì hoàn toàn mình vẫn có thể in những cái file ảnh từ điện thoại, hoặc là những cái file ảnh ở trên Facebook ấy, hoặc là trên web ấy, mình tải xuống nhá, mình tải xuống ở một cái định dạng rất là thấp thôi đó, nhưng mà mọi người vẫn có thể hoàn toàn in ra một cái file lớn bình thường nhá. Đó, chứ không nhất thiết là cứ phải ảnh nặng 4-5 MB thì mới in được ảnh lớn, không có phải đâu. Có những cái bức ảnh mà mình có những cái bức ảnh mà mình tải trên mạng xuống thì nó có tầm khoảng chưa đến 1 MB, nhưng mà mình vẫn hoàn toàn có thể in ra những cái ảnh phóng 60-90 là chuyện bình thường. Quan trọng ở đây nó là cái độ hiển thị ấy. Khi mà mình xem này này, mình xem ở tầm dạng như này chẳng hạn mà nó vẫn còn nét ấy,
đó, nó còn đầy đủ chi tiết, vẫn còn mặt mũi, vẫn còn quần áo ấy, thì in ra nó vẫn như thế thôi đó, chứ không phải là nó nhỏ quá thì không in được mọi người nhá. Đó còn về cái phân giải đối với một cái bức ảnh khi mà mình in ấn ấy, thì mọi người nhấn cái tổ hợp phím cho mình là Ctrl Alt Y á, Ctrl Alt Y ngắn đấy nhá. Thì mọi người để ý này, cái phân giải đó chính là cái dòng thứ ba này, đó chính là cái pixel trên ink này, thì bình thường mặc định là mình hay để 300 mọi người nhá, để in ấn đấy đó. Còn về những cái bức ảnh mà mọi người muốn khi mà mọi người tải ở mạng về ấy, mà mọi người muốn in lớn ấy, thì cũng đơn giản thôi, mọi người tăng cái độ phân giải lên là được, tăng độ phân giải lên và mọi người cộng nét lên là được. Thì những cái kỹ năng về nét hay là về căn chỉnh ảnh thì những cái video tiếp theo mình sẽ nói kỹ hơn. Đó, còn cái phần in ấn thì mình cũng chia sẻ với mọi người, đó chính là cái bức ảnh khi mà mình tải về, kể cả điện thoại hay máy ảnh cũng thế thôi, đều in được thoải mái hết. Đó, quan trọng là nó hiển thị được hay không thôi. Ví dụ như cái quần áo của nó đã nhòe rồi thì mình không thể in ra được, còn kể cả mình tải trên Facebook xuống mà nó vẫn rõ ràng thì mình in ra nó vẫn như thế đâu. Đó, chứ nó không có ảnh hưởng gì nhiều đâu nha mọi người nhá, để hiểu một cái khái niệm nôm na đơn giản như thế thôi. Đó là về cái bài học hôm nay thì mình chia sẻ với mọi người, thứ nhất là cái nguyên liệu ảnh ở đây bình thường ấy phổ biến là ảnh RAW và ảnh JPEG, thì chủ yếu trên thị trường hiện tại là người ta hay chụp ảnh RAW này đó, và ưu điểm của nó thì nó có thể cứu được những cái bức ảnh bị chết tối, bị chết sáng, hoặc là những cái bức ảnh nó bị lỗi mình vẫn có thể xử lý được đó. Còn nhược điểm là nó nặng. Đấy, còn về ảnh JPEG thì nó mặc định nó đã auto qua máy ảnh rồi, nó sẽ hạn chế xử lý được những cái ảnh mà nó bị lỗi về ánh sáng. Đấy, và cái phần thứ hai nữa là về cái ảnh khi mà mình in ấn thì hầu như là mình in ấn ở định dạng JPEG mọi người nhé. Tiếp theo nữa là về cái độ phân giải thì bình thường là mình hay để cái độ phân giải là 300 mọi người nhé, 300. Đấy, và hầu như là cái bức ảnh của mình thì ảnh nào nó cũng in ấn được hết, nó cứ hiển thị mình thấy đầy đủ được chi tiết là được. Đó, mình căn chỉnh lại một xíu là được, thì ảnh nào cũng in ấn được hết, chứ không phải là mặc định là ảnh phải mấy mê thì mới in được đâu. Có ảnh bình thường tải trên mạng xuống thì căn chỉnh lên lại thì chưa đến 1 mê vẫn in ấn là chuyện bình thường người nhá. Ok, tiếp theo thì mình sẽ hẹn mọi người những cái video tiếp theo nhá. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã xem livestream.